Đây hả? Trời ơi, này giờ kiếm này giờ không ra luôn á. Dạ con về hết á. Đi đi. Bây giờ đi chưa? Đi 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 đi. Chào cho cô nhé. Dạ chào cô. Cô tên gì cô? Cô tên là Oanh. Cô Oanh hả? Trời đi giờ mà người ta bực mình luôn á. Mấy cô vậy? Đó. Đây đây. Đây cô. Cô tên gì cô? Chào cô. À con chào chào cô, chào cô. Dạ. Hello, MV mến chào tất cả cô chú anh chị đã vào xem video của MV nha. Hôm nay MV có mặt tại trạm thu phí Cà Ná đây cô chú anh chị nè. Cũng như theo hôm qua là mạnh thường quân của ông Bảy nhá, là từ Gary á thì xuống đây thì nói là 8 giờ xuống đây á đón tại đây. Mình nói là trạm thu phí Cà Ná nè. Thì từ trạm thu phí đến chỗ ông Bảy chắc là xa luôn. Bởi vì có dặn mà xuống tại ngã ba Hòn, tại Hòn Cò Cà Ná. Trạm thu phí này xa lắm, vì phải chở xuống nữa mấy cây số. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Vi đi nha. Đi đón Mạnh Thường Quân của ông Bảy đây. Hồi nãy cô có gọi xuống là cô đang ở trạm thu phí Cà Ná này cô chú anh chị nè. Hôm qua cô có gọi cho Vi là thì xuống chỗ nào thì Vi có chạy xuống á tại Hòn Cò Cà Ná, mà biết sao mà cô không xuống mà xuống ở đây ta. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có ghé vào thăm ông Bảy á thì nhớ là xuống tại Hòn Cò Cà Ná nhé cô chú anh chị nhé. Lấy xe 85 phân răng mình á Ninh Thuận á thì xuống tại Hòn Cò Cà Ná là lô xe sẽ cho mình xuống căn nhà ông Bảy ở luôn. Đấy, xuống lại chắc là xa để đi đón Mạnh Thường Quân của ông Bảy nha. Cô ở La Ghi gì á, La Ghi gì là Bình Thuận á. Cô xem cô ở chỗ nào đây. Cô mà đeo đây. Qua đây. Sao thấy này? Sao không thấy ta? Hả? Thôi chờ. Xuống tại trạm thu phí Cà Ná mà không thấy ta. Có mình qua anh kia rồi. Này giờ kiếm này giờ không ra luôn á. Hả? Con từ đây con xuống dưới đó. Dạ con xuống dưới đó thu phí á bên kia. Bây giờ đây đi lên chỗ nào đây khoảng ông Bảy hả? Một phần hai chục phần vài xuống mấy đứa mình tới phần. Dạ. Bây giờ cái điểm nào? Dạ. Ông Bảy mất con để đó được không? Mấy đứa thật tự chuyển đi cho. Dạ. Để nhà ông Bảy. Dạ. Từ từ mới nói tiếng tiếng đi cho. Dạ dạ. Đồng hồ. Dạ. Dạ cô đi xe này hả? Tại vì bữa đó con điện cho con được, con mới điện cho Phạm Vương. Ông Bảy phải vòng qua đây. Theo con này. Dạ dạ theo con này. Dạ. Cô ở La Ghi xuống hả? Dạ con sáng con cũng đợi cô sáng giờ luôn á. Con định đi phân rang mà thấy này có gọi á.
Dạ con ngồi hoàng, con ngồi nó vô tiếng mấy ngồi con bực ghê luôn á, chẳng lẽ bây giờ đem đi về lại. Không phải bực, cái này con kiếm ở đó xuống đây. À, con có quay nè, 8 phút nè. Dạ quay đây hả? Dạ ở trên này nè, bao theo theo con đi. Đâu. Dạ. Có cái điểm nào mà mình bỏ được không? Hả? Nhầm mấy bữa nó lấy vàng hết. Dạ dạ có điểm nào nữa giờ mấy phần quà con? Một phần. Hả? Lát con chờ về hết à? Dạ con chờ về hết à. Đi bây giờ đi chưa? Đi chào cho cô nhé. Dạ chào cô. Cô tên gì cô? Cô tên là Oanh. Cô Oanh hả? Trời ơi mà người ta bực mình luôn. Mấy cô vậy? Đó. Đây cô. Cô tên gì cô? Chào cô. À con nghe chào cô. Chào cô. Dạ. Nãy giờ con kiếm nãy giờ luôn á. Kiếm nãy giờ hả? Dạ. Không bây giờ hết giờ đâu. Dạ. Cái nhà ông bảy nào bỏ ngoài đó. Dạ. Rồi tự xử lý đi. Dạ dạ. Con kiếm không ra. Dạ. Nghe nói nằm trong cái má này. Dạ. Để nó trong buông, để nó trong buông lên. Dạ. Cô Hai. Dạ. Đầu hai chồng không nhỉ? Dạ, chính tôi tự đưa này. Dưới này dưới. Dạ, dưới này. Còn có đất còn ai nữa không? Dạ. Nó đất còn nhà nào không? Ở đây mới một phát viên, một cô cũng qua, con quay là cũng chắc là tội đi bới rác. Cô Hương phải không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cho bà không nha. Dạ, bây giờ con dẫn cô đi mấy cái gia đình đó đi nha. Dạ, đi nè. Cô đi theo con nha. Dạ. Thế mà nếu mà đi trước là một gia đình ở dưới này là một cái lạc tiếng á mà cao này cũng vừa thôi. Hai bạn có cũng qua tạm cho phía một bạn mới tới. Dạ một nhà cho ông 94 á tuổi á. Rồi nhà cô Hương nằm bên này cũng gần. Bây giờ mình đi nhà cô Hương đi. Thôi để đến chỗ với hỏi tên cô nha, quên quên rồi. Để cô thăm hoàn cảnh của cô Hương. Cô Hương thì hôm qua mới có chia sẻ lên video lên đó. Trước tiên là thăm cô Hương trước. Sau đó thì đoàn sẽ đi thăm ông Bảy. Chắc lộn trên biển rồi. Dạ. Thì gửi đó đi để con đưa cho. Con chuyển cho lát con qua con chuyển cho. Dạ ở dưới kia. Ở dưới nó nổi luôn. Dạ. Đó một còn một nhà đó trong vườn nhà đó. Có một cây. Nhà có hàng không? Không có hàng á. Cái hàng ở trên nhà bảy xíu. Cái nhà trên nhà bảy nhà mình đi về đó. Đường mình đi về đó. Ngay đường mình đi về đây mà. Bây giờ chỗ này không có chỗ nào mà có người hàng xóm. Dạ. Có người nhưng mà sao mà được. Ai mà
cái gì ạ? Đây qua trao phần quà cho bà. Tháng giờ lên nào, cô lên khóm thăm. Trời ơi, cô gọi điện cho con. Vậy dạ. Cô đi là con trai lâu chưa? 5 giờ đúng không? Chó vậy. Bà vợ đi gần với cha rồi. Thì bây giờ thì mình tới đây rồi thì mình kích cho chú không? Mình kích cho bây giờ ông cũng nói chuyện không được. Ông cũng tỉnh cũng vậy à. Bà có là tình đó. Bà Hương thì đi lụm với trai rồi, có ông ở nhà thôi. Thì có mạnh thằng Quân ghé thăm á. Em ơi. Dạ. Em qua đây nè, qua đây cô cái bên. Dạ. Bây giờ con về rồi, con về con nói lại với mẹ nha. Dạ. Dạ. Con về luôn nha. Chị ơi, có chị nào bỏ thì bỏ vô luôn. Ai bỏ vô. Còn cái chị bỏ cho chưa? Ý là của chị bỏ cho chưa? Chị có thấy nằm ở đâu chứ? Cái chị đó hả? Dạ, cái câu chuyện của chị chưa bỏ vô. Hồi nãy chị chia lấy thằng bì cho chị này. Thì đâu còn cái móc ấy là chị không bỏ cho bóng bì hả? Chị không bỏ. Chị đâu có đi tên đâu. Không có đi tên chị. Bỏ đại đi. Bỏ quả cũng được mà. Bỏ ra đó cho có lịch sử. Đâu, đi chỗ khác. Đi, có cái đi mấy cái nhà mà. Dạ. Thôi.
giờ đâu. Rồi. Giờ mình đi vòng vòng 87 về. Dạ. Dạ. Ủa à cô có chân. Dạ cục tay bên kia này. Đây. Cái tay à. Đó, cố gắng nha, cố gắng ăn uống cho nó khỏe đi rồi. Dạ cho mình đi. Chào bác nha bác. Dạ. Con đi nha bác à, bà nha. Rồi chào. Dạ, dạ con nha. Dạ. 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 Thôi mình đi ha, mình vòng lại đường cậu lại. Trong đường cậu lại qua đường đỏ nè, đi, đi nhà 7. Dạ dạ, vườn ở đó hả? Đây Vương tới bà nha. Con về. Thôi đúng mày. Dạ con về. Ở trên này bây giờ thấy khó xử quá cô chú anh chị. Tại vì bây giờ sáng bây giờ tới đó bà của cô Phan Rí qua thì sáng ở ba còn lá. Bây giờ thì tới đây thì có hỗ trợ bác phòng khăn nha. Đây thì xin phép kết thúc video đây thôi. Để cho Vương tiếp bác. Còn một phòng dầu nữa nha. Thôi bác bà chơi bạn nha. Thôi có một phòng. Còn xin phép bà đây nha. Ủa con kết thúc đây hả? Đây ở đó đoạn vương quay đoạn của bác nha. Rồi, cảm ơn nha. Mà cái xe chạy xe ngoài cái góc kia kìa. Xe đâu rồi? Anh ơi, thấy mình chiếc góc góc kia mình đâu xếp xếp góc kia đó. Ok. À thôi bây giờ xin về nha. Tại vì hồi nãy đoàn của cô thì gồm nhiều người lắm, thì cô sáng cô gọi điện cho Vy đi trước á, thì hồi nãy đang phát quà cho cô Hằng ngoài kia thì cô có gọi cho Vương Vương Phạm á qua đây thì đón cô đó thôi. Vy thì đến đây với tết đó thôi nha. Thôi mình kết thúc đi nha, để cho tiếp theo cho Vương Phạm quay cho cô nha và chia sẻ cái gì gì đó nha. Rồi bây giờ xin kết thúc video đây nha. Nếu mà cô chú anh chị nào mến Vy thì comment một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye.